Vâng, diễn xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chúng ta cảm nhận âm thanh cây U1H này. Em thấy rất là thích và rất thích, và cái dòng U1H thì vẫn nói rằng là làm sự lựa chọn rất là tối ưu với các em nhỏ bắt đầu học đàn, và chúng ta định dự kiến chi tiêu khoảng xung quanh 45 triệu. Có những cây rất rất đẹp, cũng có thể đến cận 50, trên 50. Có những cây mà nó cũ hoặc là kém xấu thì nó khoảng độ trên 30, 40. Nhưng cứ xung quanh 45 triệu là những cây rất là ổn rồi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ nghe từng phím một của cây đàn này. Tất cả những cái gì kỹ thuật các bạn vừa xem rất yên tâm. Chúng ta cùng xem cái cận cảnh cái chữ Yamaha này. Chúng ta nhìn cái giá nhạc đấy, rất là chặt như thế này. Chúng ta ấn vào đây, nó có một cái khắc là cái nắp. Nắp rất đẹp. Và mời các bạn xem cái phần phía bên dưới của cây đàn. Đó. Ba cái bê đàn được bảo dưỡng lại sáng sảnh như thế này. Rồi. Vâng. Ngoài cái tính vệ sinh rất là tốt của cái đàn thì các bạn thấy là này, cái con ngựa này, cái đầu dây này, cái khung này, đấy, khung này đấy, rất là tốt. Và chúng ta xem về cái thanh truyền lực này, đấy. Vâng. Ok. Cái đàn rất tuyệt vời. Vâng. Chúng ta xem cái phần đầu hồi này. Đây. Cái chỗ này là chỗ dễ bị xây xước nhất, nên các bạn thấy là cây đàn còn rất là đẹp này, không có một vết xây xước nào cả. Rồi. Người chủ trước họ sử dụng rất là giữ gìn. Cái nắp trên rất đẹp với cái bản lề sáng sạch. Và trong cây đàn có thể nói rằng là như là một cây đàn mới, và chúng ta có thể nói là đàn đã qua sử dụng, nhưng mà thực chất là đàn piano trên thế giới họ trao đổi và sử dụng trao đổi với nhau rất là nhiều. Thế nên rằng là cái khái niệm đàn cũ nó không hoàn toàn chính xác, và là những cây đàn đang dùng và họ họ muốn trao đổi với nhau và để cho nó đổi mới, cũng như chúng ta đi ô tô xe máy thôi. Và các bạn thấy này, yên tâm không có một vấn đề gì cả. Cái phần bên trong và đây, chúng ta xem cái chốt pin U1H series trên 2 triệu. Chốt pin rất là tốt. Vâng. Đây các bạn xem này. Đấy. Vâng. Các cái vòng dây cuốn này các bạn để ý là nó luôn luôn chẵn là 3 vòng như thế này. Đấy. À, cái đầu dây này các bạn xem luôn cả cái đây, đây dưới này đấy, rồi chúng ta kiểm tra cái này đấy, kiểm tra đây chúng ta thấy đây búa của Yamaha, và đây rất là chặt nha, cái đầu đầu dây này hãy tròn tốt đầu búa ấy. Rồi đây đoạn giữa này mà còn rất là chặt đấy, rất chặt như này. Và wow, các bạn để ý này, các cái dây co trước này của cây đàn này, người trước người ta dùng, người ta giữ gìn này, người ta không để bụi vào, rồi giữ gìn nó cái không khí không gian tốt, này, cái lò xo còn rất là đẹp, và cái da dạ, các cái chân đế còn rất là dày như thế này, đó. Cây đàn khi tương tác rất là thú vị, mặc dù là thời tiết cái đợt này nó ở Hà Nội nó không được khô ráo, và đúng như Hiếu vừa nhận định thì hình thức cây này rất là đẹp, nên được đánh giá body là B cộng, và body B cộng, key A, pin A, action B cộng và support A, body B động,
B cộng Kia Pina Action B cộng và Sabara, cây đàn sản xuất năm 1975, cao 1m21 tại Nhật. Vâng, rất tuyệt vời. Các bạn hãy lưu ý khi bắt đầu cho các em chúng ta học đàn với cây U1H là rất hợp lý. Vâng.